这片可能是一周去还一回吧，去还一两天没事这么多。và tiếp theo mình sẽ tô hộp đựng quà nữa các bạn, mình sẽ tô chân nuôi của hộp đựng quà bằng mồ hôi. Tiếp theo mình sẽ tô đôi tóc này các bạn, đôi tóc này các bạn. Còn tiếp theo mình sẽ tô chiếc mũ của bạn Nam đang cầm trên tay. Như vậy mình đã hoàn thành bức tranh tô màu một bạn nam đang tặng quà cho một bạn nữ nha các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào tất cả mọi người những video tô màu tiếp theo của mình.